trong tâm có Phật. Tôi không sợ sương sa lớp lớp. Tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy. Tâm linh tôi và bạn tương dung. Không được, như vậy nguy hiểm quá. Sáng hôm qua bao dây ngại chính là người của Nghĩa Hòa Đoàn đó. Phật dạy ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Giải ách cứu khổ chính là vào địa ngục, nhưng cũng phải làm sao cho xứng đáng. A Di Đà Phật. Nếu như tôi nói không nhầm á, thì ông chính là hư dân. Bần tăng chính là hư dân. Không biết các vị thí chủ đến chùa chúng tôi có việc gì? Chúng tôi đến chùa Long Tuyền này lục soát. Các ông đóng chặt cửa như vậy là ý gì vậy? Chỉ là vì không làm phiền đến sự thanh tịnh của Bồ Tát. Mời các vị thí chủ vào chùa chỉ dạy cho. Thế nào, nhị sư huynh? Hả? Ngươi là nhị sư huynh? Nhị sư huynh xa cách khỏe mạnh. Vào trong đi. Đi quý thôi. Chị chờ đây. Đi thôi. Người hiểu biết không nói càng. Trước mắt trong kinh thành có rất nhiều tín đồ Thiên Chúa giáo đều chạy đến các ngôi chùa ở kinh đô, nghịch đồ khó thoát sự trừng phạt của ông trời. Hôm nay chúng tôi phụng mệnh đến đây chính là để bắt những tín đồ công giáo phản bội tổ tiên, đem họ giao cho đàn chủ phát lồ. Trong chùa Long Tuyền của thầy có hay không có? Chúng tôi muốn nghe một câu nói của pháp sư. Nếu không có, chúng tôi sẽ đi ngay. Nếu như có thì đừng trách chúng tôi động thủ đó. Có, không dưới 200. Thẳng thắn, nhị sư huynh, động thủ thôi. Được, hư dân pháp sư đắc tội. Khoan, đây là cửa Phật thanh tịnh. Vô Càng sư phụ, sự việc này để cho lão nạp xử lý vậy. Cái gì? Vẫn còn điều gì muốn nói sao? Bần tăng biết quyền dân của Nghĩa Hòa Đoàn là để chống chọi lại quân Tây tràn vào. Hai vị đã hoàn lâm bổn tự thì mời cùng nhau lên điện lễ Phật. Bần tăng sẽ đích thân vì nhị vị thí chủ cầu xin chư Phật gia hộ bình an, bách chiến bạch thắng. Ta không cần biết các người có lý hay là vô lý, chỉ cần các vị ở trong chùa là phải lại Phật. Sao hôm nay lão pháp sư giúp quý vị, quý vị còn muốn đánh nhau nữa sao chứ? Được, lại thì lại. Đi. Lạy Phật xong rồi, bây giờ có thể đi bắt bọn con chiên rồi chứ. Đây là do thầy của chúng tôi lạy Phật đó. Đúng vậy, tôi kêu các vị đến đây lạy Phật. Trong tâm có Phật không lại thì có sao đâu. Trong tâm không có Phật thì có lại hết chư Phật Bồ Tát. Đến khi đó nhân duyên quả báo cũng khó tránh. Thiện niệm ác niệm chỉ cách nhau một sợi tóc. Thầy đừng có nói nhiều nữa, bây giờ tính sau đi. Chùa Long Tuyền thật có chứa hơn 200 giáo dân. Bây giờ họ đều ở trong dân thủy đường và khách đường. Nhưng mà hai vị đã có từng nghĩ, từ sau khi quân Tây vào kinh thành, Nghĩa Hòa Đoàn muốn trừng trị bọn họ, quân Tây lính Tây muốn bảo vệ họ, nhưng mà họ lại không chạy đến khu xử quản cản đồng giáo dân, mà lại đến chùa mong sự che chở. Rốt cuộc là vì sao vậy? Đó là vì họ biết được mình đã sai rồi. Bây giờ toàn bộ thoát ly công giáo sang tin Phật giáo. Được rồi, được rồi. Ai mà thèm tin ông chứ? Thí chủ không tin, bần tăng cũng không còn cách nào. Đã lại Phật rồi, quý vị cứ bắt người đi. Nhưng mà xin đừng giết người ở chốn cửa Phật thanh tịnh này. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì dễ, nếu như không nghe lời á,
Tổng dân chủ chúng tôi nói thì sẽ chém, tôi không khoan dung. A Di Đà Phật, bần tăng cũng chỉ nghĩ tốt cho các vị. Thầy nói vậy là sao? Giết người nơi cửa Phật thanh tịnh, thứ nhất là làm cho Thái hậu không vui, thứ hai Túc Thần Dương ở đằng sau ngôi chùa này và các vị Bối Lạc Dương công khác. Nếu như bần tăng đoán không lầm, Bối Lạc của Đoan Thần Dương lúc này e rằng cũng đang thăm hỏi Túc Thần Dương. Nếu như làm kinh động đến họ, sợ rằng không được hay đâu. Cái gì? Bối Lạc của Đoan Thần Dương cũng ở đây à? Nhưng mà chúng tôi kiên trì phải chống quân Tây, phục thanh diệt Dương. Dạ sư huynh. Miệng thúi tôi nói bậy, miệng thúi tôi nói bậy. Một câu nói sai thì có thể lấy lại, nhưng có những việc một khi thành hình thì khó mà lấy lại được. Ừ, thôi được thôi được. Hội dân pháp sư, chúng tôi cũng không muốn làm phiền Dương gia. Những giáo dân này đã cải tà quy chánh và đã vào cửa Phật rồi, thì chúng tôi cũng không làm phiền thầy nữa. Cáo từ. Để tôi tiễn hai vị. Không cần, không cần đâu. Hẹn ngày gặp lại. Tiểu Ly Tử. Dạ. Người dám nói sự thật không? Dám. Nô tài thường nói những lời chân thật mà lão Phật gia thích nghe. Những điều không thích nghe thì sao? Nô tài không giống các vị Dương gia đại thần ở thư phòng là chuyên môn hầu hạ lão Phật gia. Lão Phật gia, nô tài làm việc tức là để lão Phật gia dễ chịu, sao có thể làm càn khiến lão Phật gia lo lắng chứ? Chẳng phải là người đã nói thật đó sao? Ta muốn hỏi người, Hư Vân pháp sư đó có dám nói thật cho ta nghe không? Theo nô tài thấy, ông ấy dám. Vào lúc này, muốn nghe mấy cô nói chân thật cũng không dễ. Không dễ. Không dễ mà. Mời ông ấy vào cung đi. Dạ. Sư phụ, sư phụ, uổng công thầy cứu họ. Lại sao rồi? Chẳng phải thầy nói cứu một mạng người hơn xây phù đồ 7 tầng. Tối hôm nay thầy tạo nhiều tầng phù đồ như vậy, còn thấy không thể dùng được tầng nào cả. Thật sao? Sao lại không thật? Thầy ra hành lang mà xem. Những giáo dân đó tất cả đều xưng tán nói rằng Chúa Giêsu đã cứu họ. Mà còn thế này nữa. Kệ họ đi. Đạo Phật chỉ có từ bi, không cầu chuyện khác. Người ta thích tín đạo nào là chuyện của họ. Trong cái nhìn của Đạo Phật thì tất cả chúng sanh bình đẳng, chúng sanh đều không phân biệt. Con hiểu chưa? Con không thể hiểu được. Đạo Phật không dạy báo ân sao? Tri ân không báo, thế còn là người chăng? Trong tâm có Phật, tôi không sợ xuân sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Cuối cùng thầy đã đến. Hư Vân pháp sư, cuối cùng thầy đã đến. Bần tăng không dám nói dối Thái hậu. Lúc ý chỉ tới, bần tăng đang xử lý một số công việc. Tiểu Ly Tử, mang ghế cho Hư Vân pháp sư. Dạ. Nghe nói hôm nay chùa Long Tuyền cũng không được an ổn lắm, có đúng không? Chẳng giấu Thái hậu, hôm nay chùa Long Tuyền bị huynh đệ Nghĩa Hòa Đoàn bao vây. Họ nói phải bắt những giáo dân đó đi hỏi tội. Sau đó thì sao? Sau đó, bần tăng buộc phải dùng phương tiện nói rằng hơn 200 người này đều đã quy y Phật giáo. Bọn họ có tin không? Lúc đầu bọn họ không tin, sau đó bần tăng mới nói với họ bọn Tây sẽ bảo hộ những giáo dân này. Nhưng họ không chạy đến sử quản ở Đông Giao Dân ẩn núp, mà đến chùa Long Tuyền sửa lỗi.
Như vậy nói lên điều gì? Huynh đệ họ nghe xong, cuối cùng rút quân về rồi. Về là tốt. Khéo dùng phương tiện của Phật từ bi cứu người. Hư Vân Pháp Sư, công đức của thầy vô lượng đó. Thái hậu quá khen. Bần tăng hổ thẹn không dám nhận, nhưng mà tính mạng của hơn 200 người này ngày mai sẽ như thế nào, ngày mốt thế nào, bần tăng thật sự không dám chắc chắn. Chuyện này chẳng phải đã xong rồi sao? Thế lực của Nghĩa Hòa Đoàn càng ngày càng lớn. Các vị quan sử gặp đại sư huynh của bọn họ đều phải xuống ngựa, dừng kiệu khâu lại. Ngay cả Dương gia có gặp cũng phải đi vòng đường để tránh. Ngày nay bọn họ có thể nghe Phật Pháp, nhưng đến ngày mai e rằng khó nói được. Hư Vân Pháp Sư, ta hỏi thầy một vấn đề, thầy phải trả lời thành thật. Người xuất gia không dám nói dối. Vậy thì tốt. Nếu như hàng vạn quân Dương cùng nhau đi vào kinh thành, thầy nghĩ 50-60 vạn dân cộng thêm Vinh Lộc, Tùng Phước Tường, Mã Ngọc Côn, không đầy một vạn tinh binh, có thể kháng được không? Bần tăng không dám vọng hạ đoạn ngôn. Dùng thân máu thịt này làm sao có thể ngăn chặn được rừng súng mưa đạn chứ? Điều này ở Đông Giao Dân Càn đã chứng thực. Nhưng mà Nghĩa Hòa Đoàn luôn tuyên xưng giao súng không trúng, lại còn có thể sai thiên binh thiên tướng đến tiêu diệt quân Dương. Hư dân quá thực nhân gian. Bần tăng cũng từng đi qua không ít nơi, nhưng chưa từng nhìn thấy trên đời đạn pháp không thể bắn trúng, đào búa không thể làm thương cái thân máu thịt này. Càng không thể nói có chuyện để cho người phàm phù chú sai thiên binh thiên tướng. Giáo lý nhà Phật nói minh tâm kiến tánh, liễu thoát sanh tử, phát bồ đề tâm, hành bồ tát đạo. Đơn giản mà nói chính là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Bây giờ Nghĩa Hòa Đoàn vì ngăn chặn quân Dương nhập cảnh, tinh thần đủ để xưng đạo, nhưng nói rằng có thể phát các loại thần thông biến hóa, trên thực tế cái thần máu thịt này không thể làm được như vậy. Tiểu Lý Tử. Dạ. Cuộc diễn tập ngày mai không cần nữa. Dạ. Nghe Pháp Sư khai thị thật là lợi lạc không ít đó. Làm khó các vị xuất gia rồi. Tiểu Lý Tử. Dạ. Thay ta tiễn Pháp Sư. Dạ. Mời Pháp Sư. Không phiền Lý Công Công nữa. Một mình dễ đi đường. Một mình dễ đi đường. Câu này có thiền ý gì đây? Tiểu Lý Tử, tiễn Pháp Sư đi. Nếu được sự chỉ điểm của Pháp Sư, ngươi cũng có thể thọ dụng suốt đời. Mộng Linh à. Sư phụ đã về rồi. Chuyện là vậy nè, Pháp Tam trưởng lão vì chăm sóc cho những giáo dân nên đã bị bệnh rồi. Ngài dặn khi nào thầy về là phải đến đó ngay. Bây giờ thầy sẽ đến đó ngay. Dạ. Đi. A Di Đà Phật. Pháp Tâm trưởng lão. Ngài làm sao rồi? Không sao đâu. Lớn tuổi rồi. Tinh khí thần kém rồi. Hư Vân Pháp Sư. Những giáo dân đó ở trong chùa thế nào rồi? Khi bần tăng vào chùa thì có đi coi rồi. Không còn sợ hãi, bọn họ đang ngủ nghỉ hết rồi. Nhưng mà sự việc lớn hơn lại sắp tới nữa rồi. Bần tăng cũng đã thấy rồi. Lão nạp đi, thật sự lực bất tòng tâm. Trưởng lão, ngài cứ việc yên tâm mà điều dưỡng đi. Bần tăng sẽ tận lực cùng với Vô Căn sư phụ giải quyết những sự việc trong bổn tự. Hư Vân Pháp Sư, đây chính là sự việc mà lão nạp mong cầu. Vô Căn có đệ tử.
Chỉ cần hư dân pháp sư ở bổn tự một ngày, mọi người trong chùa Long Tuyền tất cả đều phải nghe theo lời chỉ dạy của hư dân pháp sư, nghe chưa? Dạ. Hư dân pháp sư. Bần tăng nghe theo pháp chỉ của trưởng lão. Vô căn sư phụ à, nếu đem tất cả phòng ốc, hành lang của tự viện, thậm chí đình viện, tất cả mở cửa hết, thì có thể chứa được bao nhiêu người? Đại khái chứa được khoảng 1.000 người. À, vậy thì tốt. Bắt đầu từ ngày mai, tất cả đều mở cửa. Bần tăng muốn hỏi thêm thầy, lương thực trong nhà kho của chúng ta, nếu mỗi ngày một bữa cháo, thì duy trì được bao lâu? Nhà kho của chúng ta chứa đầy, chuyện này pháp sư cũng biết đó. Nếu như nấu cháo cho 1.000 người ăn, thậm chí nhiều người hơn nữa, vậy thì rất khó tính. Đại khái duy trì được khoảng 2 hoặc 3 tháng. A Di Đà Phật. Tuy là hạt muối bỏ biển, nhưng mà có còn hơn là không. Hương dân sư phụ, đệ tử thật sự không hiểu. Vô căn, sau này con sẽ hiểu thôi. Còn nhờ thầy thưa cùng tất cả các vị sư phụ khác, bắt đầu kể từ ngày mai sẽ ngưng công phu sáng chiều. Bổn tự hơn 100 tăng chúng, tất cả sẽ cùng bần tăng nấu cháo để ở trước cổng chùa bố thí cứu tế cho nạn nhân. Ngưng công phu sáng tối, sợ rằng không hợp quy tắc thiền môn. Đại từ đại bi mới là con đường học Phật. Chẳng lẽ chỉ ở trong điện Phật sáng tối tụng niệm mới có thể tu thành chánh quả hay sao? Khi thí bát cháo, trong tâm niệm một câu Phật, e rằng còn hơn lại Phật trăm lại. Khỏe nhiều rồi. Chỉ là mấy ngày nay làm khó thầy quá. Năm nay còn 61 tuổi rồi, một đời xuất gia. Đối với quốc gia, đối với Phật giáo đều không có cống hiến gì, không ngôn tế độ, thật là rất hổ thẹn. Lần này được trưởng lão giao phó, làm được một số việc mà người đệ tử Phật cần nên làm cũng rất là đúng. Chỉ là không, thầy được nói nữa. Những giáo dân chạy vào chùa Long Tuyền chúng ta, họ đều giữ được tánh mạng, đều do Đức Phật che chở. Đạo binh khởi dậy, quân Tây nhập cảnh, đại loạn y như dập lửa chai rừng. Kiếp nạn khó tránh, ngay cả thầy và tôi đều là người xuất gia, e rằng cũng khó mà có lại được những việc làm xoay trời chuyển đất rồi. Cứu được người nào hay người đó, cứu được ngày nào hay ngày đó thôi. Tuy rằng biết rõ mình tài đức có hạn, nhưng con đã đối trước Phật lập thệ nguyện này, thì bất luận thế nào cũng phải làm hết sức mình, không tính thành bại. Pháp sư, tâm thành chi vững, lão nạp kinh phục suốt đời. Nhưng mà việc đời thay đổi trong tích tắc, có những việc cần phải dự tính sớm mới tốt. Cảm ơn trưởng lão khai thị. Bắc Quốc Liên Quân 攻陷北京,
慈禧太后和光绪皇帝离京出逃，京城一片混乱。二师兄，放我下来！ 放我下来！大师兄，大师兄，你一定要顶住啊！大师兄，法心长老，我想做一次佛事。老衲早料到法师会有此请了。只是现在兵荒马乱。 我们连早晚课都停了24天了，面对那么多的死者亡灵，我们不能为他们超度祈求冥福，还有什么出家人的大慈大悲可言呢？多谢法师开示。师父，好像羊毛子大兵打来了。虚云法师，您还是赶紧走吧，您给太后讲过法，这里太危险了。世灾躲不掉，该干什么？ 就干什么吧。阿弥陀佛！你怎么成了光杆将军了？你手下那些弟兄呢？那几百个兄弟，他们不会来了。 虚云法师，承蒙您三番五次搭救，无礼十分感激，请受我一拜。哎呀，快快请起，请起，请起，这都是佛的恩典呐，缘分罢了。啊，来来来来，坐。哎，自从离开了少林寺，就一心想练出一身功夫来，在这个世上干出一番名堂，可谁曾想到？ 自己的兄弟都变成了新鬼，自己也差点进了阎王殿呢。人生不借贪嗔痴三毒，烦恼何时休啊？就算把根本都赔进去了，也于事无补啊。还请法师教我。其实老衲也没有什么可教你的，只是人生八苦。 你应该体悟得更深了吧？生老病死这四苦，世间无人能回避得了。至于怨憎会、爱别离、求不得和五阴炽盛四苦，至少怨憎会和求不得，你比别人了悟得更深呢。 对吗？是啊，法师，人人都想练成神功神拳，可是神功神拳是什么？那都是骗人的呀！说是被别人骗了，还不如说是自己痴心妄想把自己骗了，不明心见性。 就难辨别出邪正真假，也见不到自己的习气毛病。就是到了另一个世界，也难解这求不得之苦啊！多谢师父开示。无礼呀，下一步你打算去什么地方啊？这个现在北方太乱了。 我想到南方去走走。阿弥陀佛！小李子怎么了？老佛爷，青龙县城到了，怎么会停下的？奴才也不知道，奴才这就去问。卑职屠龙启禀太后。 怎么了？启禀太后，青龙县城也遭人洗劫，到处都是被杀的尸体。
青龙县已经变成了一座空城了。老佛爷，城里有些不方便，咱们还是换个地方歇脚吧。哎呀，这都什么时候了？明月寺僧人恭迎圣驾。啊，让他们过来，快过来！明月寺主持进真恭迎圣驾，皇太后一路辛苦，请暂莅临本寺共斋歇息再行吧。法师怎么会知道我们到这儿呢？ 前些日子虚云法师又来信，让老衲准备迎接圣驾。不过这一带的粮食眼下已被抢光了，现在只有本寺自种的野菜供奉，还望皇太后原谅。难得法师一片至诚啊！素王爷，咱们就跟法师去吧。啊，走吧。小李子，你说，这圣宝和虚云他们两个。 究竟谁更懂佛呀？奴才不懂佛，不敢妄说。可就这个问题，奴才问过素王爷。他怎么说呀？素王爷说，素修不同，他也不知。从他嘴里能逃出个真话来，那你，李莲英也能够进军机了。我再问你，这次从京城逃出来。 换那个汉装啊，骡马车什么的，是你的主意吗？奴才该死，那是奴才巧取贪功。哼，我说嘛，这一定是虚云的主意。哎呀，真是，什么事儿都逃不过老佛爷的法眼。那天夜里，老佛爷让奴才送虚云出宫。 奴才顺便请他点拨，他就给出了这两个主意。当时，奴才还大惑不解。哼，你不是还是按他的主意办了吗？这就是功，功大于过，什么罪不罪的，就免了吧。谢老佛爷。啊，我再问你，是不是你叫那个宫女？ 冒充哀家难逃的事是你的主意吧？回忆老佛爷，那是奴才自己想出来的。你看，你看，我说嘛，这一定是你的主意。我说，小李子，奴才在。我想把这个瓷做的弥勒佛往那边放放。你赶紧把虚云法师给我传来。哎，这。 奴才遵旨，虚云法师。哦，虚云法师啊，突施主，先喝杯热茶，润润口吧。哎，你不是素王府的亲兵头领吗？现在怎么穿上汉人的服装了？啊，虚云法师，这是皇太后亲你的懿旨，请法师过目。啊，老衲。 已经80多岁了，力不从心了。你还年轻，将来弘法扬教的重任，还得靠你们来承担呐。贫僧不敢懈怠。哦，我佛慈悲，虚云法师，你应该比老衲更明白，佛法济世。 有失虚权益变通的，你对太后的懿旨准备怎么处置啊？贫僧想遵旨前往。阿弥陀佛，可是你我既深入空门，难道你就不怕被别人讥笑、攀附权贵吗？前贤寒山曾问师德，在人世间。 如有谤我、欺我、辱我、笑我、轻我、贱我、骗我者，该如何处之乎啊？师德说：只要忍他、让他、避他、由他、奈他，不要理他。再过几年，你且看他。啊！阿弥陀佛。 虚云法师既如此圆融无碍，理当受老衲一拜。哎呀，快快请起，请起！前辈如此，虚云
如何敢当啊？虚云法师，现在外面难民越来越多，您这一走，看来京城的难民不会再增多了。联军攻破内宫后，这三日奸杀掳掠，已经到了人神共愤的极限。所谓物极必反，就是天下大乱，这样对他们也没有好处。以贫僧所看，他们从今日起必有所收敛，会一门心思地追寻太后和皇上，以挟持他们获得更多的索赔啊。只是法师这一走，寺中的难民还得向他们解释一番。缘来缘去，终有因果，聚合离分，莫非缘法。虚云法师，行人难行，忍人难忍，你现在任重而道远呐。多谢法师开示。启禀太后，奴才遵旨已经把虚云法师招来了。起来吧。法师，拜佛不拜人，虽然他们称我老佛爷，可我还是人，不要折我福寿，法师就别拜了。多谢太后，孟玲年幼，尚未皈依我佛，所以孟玲还不快叩见太后。孟玲，大胆，还不快跪下。你就是太后吗？我看不像啊。怎么，我不像吗？说来听听。我听说书的先生说，本朝慈禧太后身着凤冠凤袍，威严凌厉，上朝听政时没有哪个大臣敢抬头，谁要是不听话呀，他轻轻的哼一声就给拉了出去。可是你我就是那个西太后，不错，可是没他们说的那么可怕。你现在身着汉装。Không, mẹ cũng không có nhà cửa, cho nên xuất gia hay không xuất gia cũng chẳng có vấn đề gì. Hư Dân sư phụ từng cứu con, cho nên suốt đời con theo ngài, con phải tận tâm hầu hạ thầy. Thầy ở đâu thì nhà của Mộng Linh sẽ ở đó. Hư Dân pháp sư, ta thật sự không có phước báo như thầy. Mộng Linh à, xem ra con rất có trung nghĩa đó chứ. So với Hoàng Công bán dao, Tần Huynh bán ngựa, Mộng Linh con còn thua xa lắm. A-di-đà-phật. Thái hậu, Mộng Linh ở quán trà Thiên Kiều nghe kể chuyện, tuy nghe nhiều nhưng không quyển nào hiểu rõ cả. Xin Thái hậu đừng trách. Không sao đâu, ta thích nghe đứa trẻ này nói chuyện mà. Trẻ con vô tư, nói ra đều là những lời chân thật cả. Thầy cũng biết bên ta có rất nhiều vương công đại thần, nhưng không có mấy người nói lời chân thật như đứa trẻ này vậy đâu. Nếu ai cũng như con, bà sẽ phiền, hoặc là đã chém đầu họ hết trơn rồi. Đồ Long à. Dạ. Người mau dắt đứa trẻ này xuống dưới nghỉ ngơi đi. Dạ. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Đồ Long à. Dạ. Người mau dắt đứa trẻ này xuống dưới nghỉ ngơi đi. Dạ. Hư Dân pháp sư. Có bậc tăng, những lời thầy nói ngày xưa bây giờ đều đã ứng nghiệm hết rồi. Thật đáng tiếc, ta tuy là bậc mẫu nghi trong thiên hạ,
Nhưng mà khắp nơi vẫn phải chịu cảnh Phong Cương Đại Sử, Dương Công Đại Thần. Trong tâm ta hiểu rõ những điều thầy nói đều đúng, nhưng ta không thể làm theo ý của mình. Ta phải y theo lời kiến nghị của mọi người mà làm. Việc làm đó đến ngày nay lâm vào cảnh bi thương, nước không ra nước nhà, trắng ra nhà. Thái hậu nói quá rồi. Điều ta phiền não nhất chính là điểm này đây. Thật ra chẳng có mấy người nói lời thật với ta, còn không bằng Tiểu Mộng Linh của thầy nữa. Ôi trời ơi, ta quên mất, sư phụ đi đường vất vả. Tiểu Lý Tử. Dạ. Mời trà. Dạ. À, không phiền công công, bần tăng tự làm được. À, pháp sư, nước đầy rồi. Nước trong ly đã đầy rồi thì không thể chứa thêm được nữa. Ý pháp sư muốn nói tâm con người và chén nước giống như nhau à? Thái hậu nói rất đúng. Thật ra thủ hạ của thái hậu người nào cũng rất giỏi, nhưng trong túi của họ có quá nhiều thứ, trên dưới tả hữu, mặt trái mặt phải. Nói chung thái hậu muốn thứ gì họ sẽ cho thái hậu thứ đó. Lâu ngày chạy tháng ta không biết được là chân hay giả. Nói cũng phải. Truy cứu cho tới cùng thì chính mình bị người khác gạt. Có pháp sư ở bên ta, trong lòng ta ổn định được rất nhiều. Nhưng mà pháp sư à, Đại Thanh ta có thể vượt qua được lần này không? Thái hậu đừng lo. Quân Tây Dương tuy là có giả tâm, nhưng bọn họ cũng không thể nuốt được Đại Thanh đâu. Đức, cuối cùng thì đã về, nhưng mà lại phải đi nữa rồi. Hương Vân pháp sư, Túc Dương gia của chúng tôi vẫn đang chờ ngài ở đó. Không dám, Túc Dương gia có lời mời thì bần tăng phải đến bái kiến. Sau này không biết. Nước Đại Thanh thật sự không chịu nổi bão táp mưa xa rồi. Quân Tây Dương vẫn chưa đến, tàn binh bại tướng của Đổng Phước Tường và Nghĩa Hòa Đoàn giống như sâu bọ ập đến vậy, cướp bóc trân lộn hết mọi thứ đồ vật. Ê, các vị quan viên ở địa phương, người thì chết, người thì tẩu thoát, không tìm thấy bóng ai, như thế đến đâu để tìm kiếm đồ ăn? Ê, nơi nuôi quan đồng đông này làm gì có đồ ăn chứ? Ê, tôi biết tôi không chăm sóc được thái hậu tốt, nhưng tôi không còn cách nào. Đúng vậy, tục ngữ có câu: sáu phụ nam di, vô mễ chi suy. Bần tăng có thể hiểu được nỗi niềm của Dương gia, nhưng mà cùng tắc cực thông, sự việc từ từ sẽ trở nên tốt thôi. Trước mắt khí trời ấm áp, Dương gia sai binh sĩ đi ra tìm rau dại, như vậy sẽ gắng gượng được một thời gian. À, được, ngày mai tôi sẽ kêu bọn chúng làm theo lời dạy của pháp sư. Cũng may chỉ có mấy ngày thôi, chờ đến Sơn Tây chúng ta sẽ đến Thái Nguyên ăn món mì xào. Cái gì? Đến Thái Nguyên? À, đây là ý kiến của Cương Nghị đó. Trước mặt mọi việc đều không thấy có lối thoát, chẳng ai muốn nói nhiều, chỉ có mình ông ấy là mọt sách mới dám nói thôi. Dương gia, không thể, không thể đi đến Thái Nguyên. Hả? Tại sao vậy? Túc Dương gia cầu kiến. Kêu ông ta vào đây. Thần thỉnh an thái hậu. Thái hậu, chúng ta khởi hành thôi. Không gấp. Thái hậu, đi trễ sợ hỏng việc. Đường đi sai rồi thì đi càng xa càng hỏng việc. Thái hậu à, Hư Vân pháp sư đến rồi.
Bần tăng tham kiến Thái hậu. Pháp sư, mới sáng sớm pháp sư đi đâu vậy? Mới sáng sớm bần tăng đến khu vực quanh đây tìm chút rau dại. Tìm được chưa? Tìm được rồi. Đức cao của ông trời đã cho Diêm Hoàng Tử Tôn một miếng đất tốt cho con cháu sinh sống. Pháp sư, ta có việc muốn thỉnh giáo. Ngài coi, bên ta có nhiều người tài năng như vậy, một ngày đưa ra ba ý kiến thì ta phải làm sao đây? Bất cầu tiểu tiết, tùy cơ ứng biến, quyền nghi xứ trí, đó là lương thần tài năng. Hôm qua có người kiến nghị nên đến Thái Nguyên, nhưng hôm nay lại có người bảo đến Tây An. Thầy nghĩ ta nên nghe ai đây? Bần tăng nghĩ Túc Dương gia đã có cao kiến. Thần cho rằng nên đến Tây An. Ồ, Tây An từ xưa là đất của đế vương, bên trong đại địa vật qua thiên bao, cách kinh thành rất xa, hơn nữa núi non hiểm trở, không sợ quân Tây đuổi theo, đem hành cung lập ở nơi đó, triều đình vẫn có thể làm việc được, như vậy không sợ quân Tây quy hiếp, tương lai thương lượng với quân Tây cũng có lợi thế. Túc Dương gia nói rất đúng. Vậy thì đi hướng Tây, thẳng tới Hoài Lai. Nè, mau đỡ huynh ấy dậy đi, đỡ dậy. Mộng Linh à, mau xuống ngựa. Pháp sư, không được đâu, đây là ngựa của ngài mà. Vật thì phải dụng, ai cần người đó cưỡi thôi. Nè, nó còn nhỏ tuổi như vậy, sức khỏe lại yếu đuối, làm sao có thể chịu đựng được. Nè, mau lên ngựa đi, mau đỡ lên ngựa đi. Hư dân pháp sư, đừng nói chuyện tổn thần khí. Hư dân không sao cả, ta đã đi quen rồi. Nè, chúng ta tiếp tục đi thôi. Trong tâm có Phật, tôi không sợ sương sa lớp lớp, tôi không sợ cát đá trùng trùng. Tim mạch tôi và bạn cùng nhảy, tâm linh tôi và bạn tương dung. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Nam Mô A Di Đà Phật.